Anh Nhông xin chào tất cả các bạn. Hôm nay thì mình đi cùng với oppa Hàn Quốc. hôm nay chúng mình sẽ đi xem nhà ở Hàn Quốc, mà tại vì mình muốn tìm ra một cái nhà mới ấy, nó rộng hơn một tí xíu, với lại là tại vì nhà cũ ấy, là mùa đông nó bị lạnh quá, cho nên là mình muốn thuê một cái nhà mùa đông nó không có lạnh, với lại là mình muốn nuôi chó, tại vì cái nhà cũ mình trốn chủ mình nuôi chó, thì cái chủ em không biết em nuôi chó đâu em. Đấy, xong rồi mình muốn kiếm cái nhà nuôi chó. Thực tế là ở Hàn Quốc cái nhà mà người ta cho nuôi chó rất là ít, cho nên là bây giờ mình đi kiếm rất là nhiều rồi, nhưng mà đa số là nhà người ta không nuôi cho nuôi chó, với lại là mấy cái nhà ở khu này như tại bây giờ là vô khai giảng rồi đấy, cho nên là nhà rất là mắc và kiếm cũng khá là cực. Nhưng mà hôm nay thì mình sẽ đi quay vlog cho các bạn xem những cái nhà mà mình đã từng xem mà giá cả như thế nào á, để cho mà lỡ mà các bạn có cần tham khảo về giá cả tiền nhà ở Hàn Quốc như thế nào thì các bạn có thể xem vlog này nhé. Ok. Ở Hàn Quốc có rất nhiều cách để các bạn có thể kiếm được nhà thuê. Các bạn có thể dùng app Carbon hoặc là Chickvan đều được hết. Các bạn cũng có thể thông qua những cái bất động sản gần nhà. Nhưng mà mình chỉ cách mà các bạn nên dùng đó chính là các bạn tìm hiểu thông qua người quen. Và khi mà người ta giới thiệu như vậy thì thường các bạn sẽ không bị tốn mất cái phí môi giới đâu. Và đây là cái chỗ mà bất động sản, thì mình sẽ vào đây mình sẽ hỏi phòng. Ở đây sẽ có rất là nhiều bà thím, bà imo cho mày, thì bà sẽ giới thiệu cho các bạn rất là nhiều phòng mà bạn, mấy bà sẽ dẫn các bạn đi xem phòng. Bàn to quá anh ạ. Thôi giờ mình đang đi tới một cái ngôi nhà khác nữa. Chắc xây chung rồi. Ồ, cái nhà này còn. Thôi, cái nhà này không được rồi nhỉ. Cái đó nó bị nãy bao giống trộm thì nó không cho ấy nữa đấy. Thì giờ mình quá 3 lần thì nó sẽ chắc là khóa lại. Phải đợi mấy phút. Không ăn chua yêu. Phải đợi mấy phút. Cái gì? Ê, sao mà nìm? Ra ngoài nóng mắt. Cái gì đó hết nên đề. 키운답니다. 소리 안 나는 거. 그러면 이해 그럴게요. Thấy không? Vào đi, trong đó còn có tí tẹo nữa. Wow. Đấy, hết cái phòng. Bé tí luôn. Bé tí tẹo rồi tẹo luôn, thấy không? Bé tí luôn nhỉ. Quay trên này bự thế. Nhưng mà nói chung... Đi bao chung. Quân xe ôn mai. 123. 123. Kiểu là cửa kia nó tiện hơn. Trong phòng cũng mới nhỉ, sống sủa ấy. Nên là... Kiểu cửa. Em thì em chọn. Em chọn. YouTube creator đấy. Giờ thì mình đã ghi xong cái hợp đồng. Không phải hợp đồng, cái này là bà chủ lấy thông tin hả? Ý mô. Đấy. Đấy.
Tiếng Anh. Thì mình đã ký xong cái hợp đồng này của Nam, cái hợp đồng đó cái này là cái gì không biết nữa. Cái này là gì không biết nữa. Cái kia nhắc sao rồi. Yêu kiểu thu trang biết kìa. Sai nữa. Sai. Yêu kìa, sai. Đánh xếp không? Bây giờ thì mình đã ký xong một đồng nhà rồi. Cái nhà này là tổng là 1 triệu won, tức là 2.8 các bạn ạ. Còn cái nhà mình sẽ như thế nào thì sau này mình sẽ quay cái room tour cho các bạn nhé. Ok. Và vlog ngày hôm nay mặc dù không có gì nhiều hết nhưng mà thôi, bye bye mọi người nhé. Đã chuyển xong nhà mới rồi, các bạn thấy là một cái nhà wow, nhìn nó rất là đẹp luôn các bạn ạ. Và cái nhà này lúc đầu mình thậm chí là mình chỉ muốn đi coi cho vui thôi, chứ mình không có ý định là mình chuyển nhà gấp như vậy đâu. Nhưng mà lúc mình hỏi giá cái nhà này của bà chủ á, thì bà chủ nói là cái nhà này đặt cọc khoảng 1 triệu won là khoảng 20 triệu Việt Nam đấy. Mỗi tháng là sẽ là 330.000 won là bao nhiêu tiền ta? Khoảng 6 triệu 6 Việt Nam đồng đấy. Rồi cái bà mà môi giới bà mới nói là bây giờ mình có thể trả được bao nhiêu? Kêu trả được thì chắc khoảng 270-280 thôi, chứ không trả được nhiều được. Xong thế này bà này bà mới gọi cho bà chủ nhà kêu là 280 được không. Ai ngờ đùng một cái ok luôn các bạn ơi, mình cũng hết hồn luôn. Nghĩa là giảm giá khoảng 50.000 won một tháng lận các bạn, nghĩa là khoảng 1 triệu Việt Nam đấy. Với một cái mức giá khoảng 280.000 won cho một tháng như vậy, mình thấy cái nhà này cũng khá là hợp lý. Tại vì mình ở một mình thôi và rất rất là rộng luôn, rộng đầy đủ cho con chó đang làm lắc cái màn hình của mình á, nó sống thoải mái. Và đặc biệt là ở đây có nhiều cái view rất là đẹp các bạn thấy không? Đây chỉ là một cái góc nhà thôi mà mình xây được một cái view vậy cũng rất là hay các bạn ạ. Mình đã chuẩn bị nhà dọn được khoảng mất 1 tuần các bạn ơi. Dọn nhà ở Hàn Quốc là một cái gì đó rất rất là cực khổ. Nhưng mà mình đã mua một đống đồ đây nè. Yeah. Ôi. Yeah. Trời ơi các bạn ơi. Siêu to, siêu khổng lồ luôn. Đây là cái gì các bạn biết không? Không phải đồ của mình đâu. Đồ cho cũng cho cái con cắn bậy này nè. Đây là đồ con Shiko các bạn ơi, rất là bự, 8 ký mấy đó. Thì mình sẽ vừa review, mình unbox mấy cái này rồi mình sẽ chia sẻ các bạn một số kinh nghiệm để các bạn thuê nhà ở Hàn Quốc với cái mức giá như thế nào là hợp lý nha các bạn ha. Thì theo mình thấy á, cái mức giá mà nếu các bạn thuê ở Hàn Quốc á, nếu mà các bạn càng ở Seoul hay là càng ở những cái nơi trung tâm á thì giá nó khá là mắc. Còn đối với khu Busan tụi mình đó các bạn, thì các bạn thấy là giá ở đây nó cũng hơi mắc thôi. Nhưng mà đối với trường hợp những cái tỉnh khác như Gwangju hay Daejeon hay những cái bạn mà ở sống tỉnh Daegu khác ấy, thì những cái chỗ này cái giá nó còn rẻ hơn nhiều so với chỗ nhà mình nữa đấy. Cho nên là nếu các bạn sống mà các bạn sống đi học ở Seoul ấy, nghĩa là các bạn sẽ phải đóng cái tiền nhà mắc hơn ở những cái tỉnh khác. Và đặc biệt là nó không có tiện nghi là rộng rãi thoải mái như cái tỉnh khác đâu. Cho nên mình thấy là học ở Busan là một cái điểm lợi, đó chính là cái giá nhà cũng khá là rẻ như vậy đó các bạn ạ. Mình mở ra cái này đại toàn cái con chó lợn này. À, đây là cái thẳng nhà. Thì mình muốn cái nhà nó đồng bộ với nhau. Đây là các bạn thấy đây, cái tông màu của nó là màu trắng, bên này là màu gỗ. Trên đồ mình mua á, một là màu trắng, hai là màu gỗ, chứ mình không muốn á bị đụng màu hay là gọi là bị thêm một cái màu khác nó vào, nó tùm lum lên á, thì mình không có thích. Cái tấm thảm này các bạn thấy là nhìn nó cũng khá là đẹp, hình tròn, đường kính là khoảng 150cm, khá là bự các bạn ơi. Mình sẽ để bên kia và bữa nào mình sẽ quay cái room tour, mình sẽ cho các bạn thấy hết mấy cái này các bạn ơi. Thì cái giá mấy cái thảm này hơi bị mắc, nếu mà tính ra ở Hàn Quốc thì khoảng 16.000 won là khoảng 350.000 đấy. Shiko đi ra. Bây giờ nó cắn tiếp cái thảm này, mình đi cắn thảm tiếp đi. Đấy, thì đây là một trong những thứ mình sẽ làm để mà trang trí cái nhà thêm đẹp hơn. Nói về cách mà các bạn mua nhà hay là các bạn gọi là thuê nhà rẻ ở Hàn Quốc ấy, thì mình khuyên các bạn nếu mà các bạn thuê những cái nhà mà ở gần những khu trường học đấy thì giá nhà nó sẽ rẻ hơn so với việc các bạn sống ở những cái khu mà khu ăn chơi, những cái khu mà có nhiều cái nơi mà
gọi là địa điểm tập trung á, khu mà khu càng trung tâm thì nó sẽ càng mắc. Mình thấy những cái khu ở trường học á thì giá nó càng rẻ hơn rất là nhiều. Nói nếu các bạn ở Hàn Quốc á, mình khuyên các bạn là các bạn nên sống hai người. Thì mình á, mình cái tính chất công việc của mình là mình hay quay vlog nè, rồi mình cũng làm nhiều thứ nữa. Nói chung là mình không muốn ở chung với ai hết, tại vì nó bất tiện. Có thể nó mắc hơn người bình thường một chút xíu, nhưng mà mình thấy là cái cuộc sống mà mình ở một mình á, nó thoải mái gì đâu luôn á. Và bây giờ mình kẹt con chó này, nó ồn quá trời ồn này, con chó đợt này, các bạn thông cảm, nó nghe các bạn cái tiếng rột nghe, tại vì nhà nuôi em bé cho nên mình không thể nào mà quấy em bé được. Qua cái này đây các bạn ơi, và mình đã sắm cái này gọi là cái đèn để bàn đó các bạn, không phải đèn để bàn, nó chỉ là một cái chữ đèn để mà mình có thể mà lắp bên cạnh cái máy tính á, khi mình quay vlog cho các bạn xem á thì nó sẽ chiếu đèn xuống. Và bây giờ mình sẽ lắp thử cái này nha. Ơi, cái đèn lắp xong rồi các bạn ơi, nhìn cái đèn này rất là hay luôn các bạn. Kiểu như là cái đèn này thì mình mua ở Hàn Quốc á, thì khoảng giá là khoảng 16.000 won, là khoảng 300-320. Các bạn đừng có nói cuộn nhìn cuộn giấy đây mà các bạn nghĩ tới hình tượng bậy bạ nha. Cái này để lau phân cho con Chico đó. Chico, no, mẹ nó cứ cắn quần mình hoài. Đấy, thì cái này á, các bạn thấy nó rất là hay nè. Các bạn có thể nâng lên hạ xuống, giá khá là rẻ các bạn. Nếu mà các bạn hỏi mình là hay mua đồ ở đâu thì mình mua đồ trên Coupang á. Cái Coupang là một cái app rất là hay, các bạn có thể lên đó mua đồ mà kiểu như là đặt vào trước 12 giờ ngày hôm nay á, thì qua ngày hôm sau các bạn sẽ nhận được hàng liền rất là nhanh các bạn. Cho nên là mình rất là thích đặt ở đây. Và đồ ở đây nói chung nó cũng khá là rẻ và cũng khá là chất lượng. Đối với hàng Hàn Quốc, đồ Hàn Quốc trên mua trên mạng khi mà các bạn mua online đấy, thì các bạn cứ lo không lo về cái chất lượng, nếu các bạn không thích á thì các bạn có thể gọi là đổi trả lại được. Nhưng mà cái đèn này hay thì cũng có hay đó, nhưng mà mình không có cái bóng đèn trong này. Chắc là ngày mai mua bóng đèn rồi ấy mới được. Qua cái này quay tùm lum đủ góc độ hết được luôn này các bạn ơi. Ok. Và các bạn nè, mình khuyên các bạn á, về cái việc mà các bạn đi xem nhà, các bạn nhớ nha, là mình nếu các bạn trả giá được thì càng tốt, đừng có ngại ngùng gì hết á. Kiểu như là các bạn nhớ là mình là sinh viên, mình phải trả giá cứ nhiệt tình vào. Mình ở một người hay là ở hai người vậy đó, kêu ở nhà tụi con nghèo lắm cô, không có tiền đâu, rồi sao mà cô bớt cho con được nhiều bớt đi. Các bạn mà càng nói kiểu như là càng tha thiết cầu khẩn này nọ thì có lẽ là người ta sẽ bớt cho các bạn đó. Cho nên các bạn hãy cố gắng mà năn nỉ cho bằng được nha các bạn nha. Và chắc chắn là một ngày nào đó mình sẽ làm room tour cho các bạn xem luôn. Ok, và vlog ngày hôm nay á là rất là đơn giản thôi, nên là hy vọng các bạn sẽ luôn ủng hộ với mình như bây giờ nhé. Bye bye, tạm biệt các bạn.